chào quý vị bên kênh của anh Nam Quang cũng như là kênh của Phương Ngân Beauty. Hôm nay Phương Ngân review cái nơi mà Phương Ngân hay cắt tóc nha. Ở đây là cắt tóc và làm màu rất là đẹp luôn. Phương Ngân sẽ quay lại để làm highlight. Hôm nay thì mình chỉ là cắt tóc và gội đầu head spa thôi. Hôm nay mình đi thư giãn nha. Ok. Hello. Hello chị Thảo. Dạ hôm nay là bà chủ cắt tóc cho Phương Ngân nha. Bà chủ tiệm cắt tóc rất là đẹp luôn. Phương Ngân rất là thích cái form của chị cắt. Chị cắt xong rồi chị sấy á, vô cái form rất là đẹp. Phương Ngân thích lắm, nó nhẹ nhàng, nó không có bị giống như bị cứng ha. Rồi với lại đó chị làm màu, tiệm này làm màu rất là đẹp, click màu và lên màu rất là chuẩn luôn. Dạ rồi mời em vô gội đầu ha. Hello, khỏe không? Tám năm ở Mỹ, Phương Ngân chỉ có cắt tóc tại tiệm của chị Thảo thôi. Tiệm chị Thảo là mới đầu vào là mình sẽ gội đầu nè. Gội đầu không? Trời ơi, nằm xuống gội đầu trời nắng như thế này mà Phương Ngân gội đầu. Trời ơi, những cái tia róc rách của nước nè, nó làm cho mình cảm thấy sảng khoái. Và trời ơi, mùa nắng này mà mình được gội đầu, được nằm xuống cho mọi người gội đầu cho mình nó thì quá tuyệt vời luôn. Nhất là cái mùi hương dầu gội Dr. Phò He nha. Dầu gội chất rụng tóc, mọc tóc bên Phương Ngân luôn. Mùi thơm cực kỳ. Thì đó, nằm xuống vừa dưỡng được tóc, không bị rụng tóc. Thảo sẽ giữ chiều dài cho bé Ngân thì Thảo chỉ cắt từng layer lên thôi. Dạ. Phương Ngân điệu lắm, 2-3 tháng là đi cắt tóc một lần, biết sao không? Tại vì cái tóc của mình á, khi mà nó già ra được chút xíu rồi cái nó dễ bị trẻ ngọn chị ha. Trẻ ngọn cho nên mình tỉa chút xíu để cho thứ nhất là nó nuôi được cọng tóc khỏe, với lại nó mau dài nữa. Cái kỹ thuật cắt tóc của Thảo á, là hợp với tóc châu Á, tóc cứng, tóc rễ tre, tóc cứng. Nó sẽ soft, mềm mại khi mà mọc ra. Nó không có bị cứng đơ. Tiệm này cũng ở trong này được 20 năm rồi đó anh Nam Quang. Tuy nó nằm hơi bị góc xéo nhưng mà nó đã tọa lạc ở đây 20 năm rồi. Wow. Lâu quá ha. Ở đây cũng có làm cho đàn ông nữa nha mấy người. Nếu mà có bạn bè có cắt tóc nam, có cắt tóc nam, có bấy tai cạo mặt. Là làm như Việt Nam luôn á nha. Làm như cắt thì cũng như bên Việt Nam. Được chị Thảo cắt tóc, trời Phương Ngân mê lắm. Bao nhiêu là tấm hình mà Phương Ngân mà xả tóc ra đó quý vị. Trời ơi, tấm nào cũng thấy cái mái tóc mê hết đó. Đó là những cái lần mà Phương Ngân đến chị Thảo cắt tóc xong rồi đi chụp hình luôn. Trời, mọi người thấy chưa? Cái đường cắt của chị Thảo nè, điêu luyện quá trời. Phương Ngân cũng có bằng tóc nữa, nhưng mà không phải ai có bằng tóc cũng cắt được điêu luyện như vậy đâu. Trời, chị Thảo hay quá, vừa xinh đẹp, vừa giỏi, vừa runway một cái tiệm mà đặc biệt tiệm của chị Thảo đó. Có rất là nhiều thợ giỏi làm màu, giỏi, và còn có những cái dịch vụ mà người Việt Nam mình thích nữa. Đây là Bảo Anh, bạn của Thảo cũng tới ủng hộ. Bảo Anh cũng là vừa bạn thân mà vừa là khách hàng lâu năm của Thảo. Tiệm này thì hả Thảo mở cũng mười mấy 20 năm rồi. Làm thì hả vừa mỗi lần tóc những cái trong góc tóc á, mình muốn cái tóc mình nó phùng ra đó, là hả tới đây là uống trong góc nè, uống trong góc cho nó có tóc phồng, nó bồng bềnh đó, độ phồng lên. Nó có một cái độ phồng giấu ở bên trong á, để cho tạo cái volume mà như là tóc rất là nhiều vậy đó. Cái kiểu này á là mỗi lần mỗi năm á phải về Việt Nam làm, nhưng mà từ lúc mà Thảo có cái liệu trình này á là bọn anh cứ ghé đây thôi, là thường xuyên thì vừa gội đầu vừa cắt tóc. Tại vì nó đang quăng. Hồi bữa nhớ không, nó không, nó sẹt mình thấy cũng thành phòng được. Tay nghề 20 năm hết. Về 3 tháng cho chồng thích. 20 năm dính chứ. Nếu mà quý vị nào mà vô tình coi được cái video này, nhớ lại cái cô Stephanie mua từ cái chỗ khác tới đó. Nhận ra Stephanie, quay lại ủng hộ Stephanie. Nè, cả nhà thấy không? Kết quả mỹ mãn quá trời, Phương Ngân thích lắm luôn á. Cảm ơn chị Thảo. Trời ơi, vừa đẹp, vừa xinh mà vừa khéo nữa. Quý vị đừng có ngại ghé Cutie Salon liền để cắt tóc và gội đầu thư giãn nha. Đẹp không? Chị Thảo cắt cho Phương Ngân nè. Nhuộm luôn rồi đó. Này là nhuộm sơ sơ rồi nè. Ê, sao bà rủ nhuộm mà sao bà không nhuộm? Màu đen nhìn cũng đẹp ha. Truyền thống thì nào giờ mười mấy năm rồi, nhưng mà thấy cái màu này của Ngân thích ghê á. Chắc mai mốt rồi chắc nhuộm giống này nha Thảo. Đúng rồi, màu sao nha. Đây là nâu hạt dẻ chị Thảo ha. Nâu hạt dẻ. Rồi, cảm ơn chị Thảo nhiều nha. Bye bye anh. Dạ. Cảm ơn quý khách đã coi cái đoạn video và ghé ủng hộ tiệm Cutie Salon với Thảo. Sao em gái, em có hài lòng với mái tóc mới cắt này không? Ok chị, rất là thích luôn. Cảm ơn chị Thảo.
nhẹ nhàng thôi, Phương Ngân thích nhẹ nhàng gì nè, không bỗng. Có tỉa tóc nhiều quá cho em vẫn nhìn dày ha, lúc full mà dài ha. Đó, bé Phương Ngân đẹp gái không? Cảm ơn chị Thảo nhiều nha. Trời, lúc nào mà thấy cái đầu mà hơi bứt rứt là phải đi gặp chị Thảo liền. Số điện thoại của Thảo liên lạc là 714-890-2277. Không còn lời nào diễn tả nữa, tại vì thích quá. Nãy giờ toàn là khen không mà không còn lời khen nào nữa hết đó. Tại vì Phương Ngân rất là thích luôn, màu đẹp nè, chỉ cắt phơm đẹp và gọi đầu, massage đầu cũng rẻ, nó giống kiểu Việt Nam quý vị. Mà có những cái dịch vụ Việt Nam mà mình bí mật lắm nha, những tiệm khác không có đâu. Quý vị đến đây đi, thưởng thức và trải nghiệm những cái dịch vụ ở đây nha. Em cảm ơn quý khách. Hello quý vị, vậy là quý vị đã xem xong video của Phương Ngân rồi. Hôm nay video của Phương Ngân là review tiệm tóc của chị Phương Thảo, Cutie Salon nằm ở Rupert and McFadden, trong cái khu cà phê Factory. Thì tóc Phương Ngân nè rất là đẹp luôn, thích, rất là thích cái màu và cái form tóc của chị Thảo. Thì Phương Ngân tương lai sẽ review thêm những cái ăn hay là mọi thứ nữa cho quý vị vừa coi vừa trải nghiệm, và cũng như là mình đi làm hoặc là đi ăn ở những cái chỗ mà Phương Ngân review nha. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ. Mọi người sẽ rất là hài lòng với những cái dịch vụ ở đây. Mà quý vị nhớ nói xem ở trên kênh của anh Nam Quang Trust Media Network và kênh của Phương Ngân, Phương Ngân Beauty, thì quý vị được giảm 20% off. Trời ơi, hấp dẫn quá trời. Rồi quý vị nhớ làm ơn share, like và đăng ký kênh giúp cho Phương Ngân và anh Nam Quang nha.